nhiễm, dịch bệnh, vệ sinh thực phẩm, những rủi ro tiềm ẩn do chính con người tạo ra, những thông tin cảnh báo thiết thực. Xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Cảnh báo an toàn sống, những giải pháp bảo vệ cuộc sống an toàn và hơn thế nữa. Phan Ni xin được kính chào quý khán giả của chương trình Cảnh báo an toàn sống. Kính thưa quý vị, trên tay của Phan Ni hiện đang là một bịch bột ngọt. Và nếu như chỉ quan sát bằng mắt thường thôi thì chúng ta sẽ không thể nào phân biệt được đây là một loại bột ngọt trôi nổi, không nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác và giá của nó thì rẻ gấp rưỡi so với các loại có thương hiệu. Khi mà những thông tin về việc nước tương thì có MCBD, sữa thì bị nhiễm melamine, thịt thì được bảo quản bởi phóc môn, còn cốm thì được nhuộm bằng phẩm màu công nghiệp, nó vẫn chưa lắng xuống, thì giờ đây người tiêu dùng đang phải đối mặt với một nguy cơ tiềm tàng khác đến từ những loại hạt nêm bột ngọt 30. 30 ở đây tức là không nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác và hạn sử dụng cũng không có. Vậy thì ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng với phóng viên của chương trình Cảnh báo an toàn sống tìm hiểu xem hành trình của loại bột ngọt hạt nêm 30 này đi thẳng vào bàn ăn của người tiêu dùng như thế nào. Tại thành phố Hồ Chí Minh có không ít những sản phẩm hàng hóa 30, tức không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ và không hạn sử dụng. Từ đồ chơi trẻ em đến tương ớt, và giờ là đến cả gia vị, những loại hàng tiêu dùng thường xuyên xuất hiện trong gian bếp của người dân. Và loại gia vị 30 này đang âm thầm hủy hoại sức khỏe của người tiêu dùng. Trong vai người mua hàng, phóng viên của chương trình Cảnh báo an toàn sống đã tìm đến một sạp hàng chuyên bán đồ gia vị tại chợ để tìm hiểu rõ loại gia vị 30 này. Bột ngọt đó nhiêu ký cô? 37 hả? Bột ngọt đó hộp bự hộp nhỏ? Bột ngọt này nó không có nhãn mác gì cô? Không, này bột ngọt lẻ nó đâu có à. Dạ, vậy hơn bị bột ngọt lẻ là không có hả? Cái này gương bao bự rồi chiếc cho anh. Gương bao bự lấy ra. Dạ. Còn cái nếu mà cái bị này của thằng Ajinomoto nó mới bao nhiêu? 1 ký hả? 1 ký nó không, nó 50 mấy ngàn. Nó mắc hơn đây 10 mấy ngàn. Tại các chợ đầu mối, giá của những loại hạt nêm, bột ngọt 30 được đóng trong bao bì không nhãn mác còn có giá rẻ hơn nhiều so với khi mua ở các chợ lẻ. Những bao hạt nêm, bột ngọt loại 25kg đều được tập trung tại đây, rồi sau đó sẽ được sang ra thành bịch nhỏ hơn, cung cấp cho người tiêu dùng. Điều đáng nói là dù nhãn mác của những bao bì này đều có xuất xứ từ Trung Quốc, tuy nhiên người bán lại một mực khẳng định đây là hàng Việt Nam. Y chang đóng gói vậy này, nhưng mà nó nhỏ đó có bự không? Không, cái đó là bự rồi. Cái Việt Nam hả? Chai tương đen Việt Nam. Vậy chai tương đen nè, có 7 ngàn nè. 42 ngàn 1 ký. Bự là của Trung Quốc, chị không có bán. Đâu ạ? Trung Quốc làm ngọt hơn con. Hả? Trung Quốc nó làm ngọt hơn hả? À, biết đâu. Chị cho em tiền ký đi, nãy lấy bao 15-25 đi. Bịch này nhiêu? Các loại hạt nêm 30 được sang chiết thủ công. Về chất lượng thì không có nhà sản xuất nào chịu trách nhiệm. Trong khi đó, với hạt nêm được công bố chất lượng sản phẩm sẽ được bổ sung vi chất như kẽm, canxi hữu ích cho sức khỏe. Đặc biệt, hạt nêm được công bố chất lượng sản phẩm sẽ chịu sự quản lý, giám sát nghiêm ngặt về chất lượng của cơ quan quản lý và hàm lượng phụ gia, hương liệu đảm bảo an toàn cho bữa ăn và sức khỏe. Theo báo cáo từ Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, lực lượng này thường xuyên phát hiện, xử lý các vụ kinh doanh hạt nêm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác. Cuối tháng 9, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Công an phường Tân Tạo A đã tiến hành kiểm tra kho chứa hàng. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện số lượng lớn bao bột ngọt
nghi có xuất xứ từ Trung Quốc. Trên bao bì có ghi tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định. Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ vận chuyển, tiêu thụ số lượng lớn thực phẩm bẩn, hôi thối, ngâm tẩm quá chất, đặc biệt là những lô hàng hạt nêm, bột ngọt không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Điều này đang khiến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng được dư luận quan tâm. Tôi thấy trên đài nói là bột ngọt vậy nên tôi không dám xài. Tôi sợ là nghe nói bị ung thư rồi này nọ nên tôi không dám. Tôi chỉ xài có nhãn hiệu thôi. Trong gia đình tôi thì không có dùng tới những cái hạt ngọt hay hạt nêm gì, nó không có nhãn hiệu thì không có nên dùng. Những cái tác hại đó thì họ chưa biết tới. Trong gia đình thì chưa có biết tới, nhưng mà tại vì những cái nhãn hiệu mà nó không có những cái hạt nêm mà nó không có nhãn hiệu thì giao trong gia đình tôi không có mua. Nói chung là không ăn nhiều. Cô có buôn bán thì cô mua những cái hàng đó thì trôi nổi như vậy thì cô nấu có lời, nhưng mà cái này là cô không có nấu buôn bán, nhà xài thì người dân lúc nào cũng xài cái loại nào mà có nhãn hiệu. Rẻ chỉ bằng nửa các loại bột ngọt của các hãng có tên tuổi trên thị trường. Thứ bột ngọt tù mù này đang là sự lựa chọn của nhiều quán ăn bình dân, bất chấp những mối nguy hiểm tiềm tàng. Người bán thì lập lờ đánh lận con đen, còn người tiêu dùng thì vẫn mảy may không hay biết. Theo lực lượng quản lý thị trường, có khoảng 59 chợ lớn nhỏ với hơn 500 quầy bán loại hạt nêm, bột ngọt 30 tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Loại hạt nêm, bột ngọt này xuất hiện trong một thời gian dài trong sự chủ quan của các nhà sản xuất tại Việt Nam, trong khi hàng rào kiểm soát của các cơ quan chức năng thì chưa thật sự chặt chẽ, đã khiến người dân phải đối diện với nhiều nguy cơ về sức khỏe. Năm mươi chín chợ lớn nhỏ với hơn 500 quầy sạp bày bán các loại hạt nêm, bột ngọt 30 như thế này tại thành phố Hồ Chí Minh là một con số rất đáng báo động. Hàng ngày thì người dân đang phải sống cùng với những loại gia vị mà bổ đâu không thấy, độc hại thì có thừa. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với những chuyên gia của Cảnh báo An toàn sống để hiểu thêm về những tác hại của loại bột ngọt, hạt nêm này đối với sức khỏe của người tiêu dùng. Thưa quý vị, 59 chợ lớn nhỏ với hơn 500 quầy bán các loại hạt nêm, bột ngọt 30 là một con số đáng báo động. Và hàng ngày người dân vẫn phải đối mặt với những loại gia vị mà bổ dưỡng đã không thấy nhưng độc hại thì luôn có thừa. Và ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với buổi trao đổi cùng với tiến sĩ bác sĩ Tạ Thị Tuyết Mai, trưởng khoa dinh dưỡng Bệnh viện Nhân dân Gia đình thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn bác sĩ Tuyết Mai đã nhận lời mời tham gia chương trình. Xin chào Đình Tuấn và xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể cho biết những cái nguy hại mà người dân sẽ phải đối mặt khi sử dụng những loại hạt nêm, bột ngọt không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ như thế này? Cái hạt nêm cũng như bột ngọt thì nó phải được sản xuất trong một cái quy trình hiện đại. Về cái điều kiện độ ẩm cũng như là điều kiện vệ sinh thì rất là nghiêm ngặt. Cho nên là những cái loại sản phẩm bột ngọt cũng như bột nêm được sản xuất mà không có nguồn gốc thì có thể là nó sản xuất trong cái điều kiện vệ sinh không đầy đủ. Thứ hai là nó sẽ thực hiện bằng những cái quy trình thủ công thì nó sẽ không bảo đảm được cái chuyện chống ẩm. Đặc biệt là hạt nêm là cái loại sản phẩm nó được hỗn hợp của nhiều loại gia vị cộng với là những cái chiết xuất từ xương ống hoặc là từ thịt. Môi trường của Việt Nam mình là môi trường nóng ẩm, cho nên nếu mà sản xuất những cái loại hạt nêm trong cái điều kiện vệ sinh không an toàn và không bảo đảm về độ ẩm thì những cái vi khuẩn ở đường ruột ví dụ như E. coli, Salmonella, Shigella có thể xâm nhập vào trong hạt nêm. Rồi bên cạnh đó cái điều kiện đóng gói không an toàn thì tay chân của người đóng và bao bì thì nó có thể nhiễm những con tụ cầu vàng. Và khi người ăn phải những cái nhiễm bẩn những cái loại vi khuẩn này thì nó có thể bị tiêu chảy, nặng thì có thể bị co giật, thì mà nếu nặng nữa thì có khi gây tử vong. Rõ ràng thì cái nguy cơ nhiễm khuẩn rất dễ xảy ra nếu như người tiêu dùng sử dụng những cái loại gia vị không được sản xuất đúng quy trình như thế này. Có một thực tế là có nhiều người nói với tôi rằng là việc họ quá bận rộn với cuộc sống, với công việc nên họ phải thường xuyên ăn quán hay là ăn tiệm, và cái việc mà tránh để không có ăn trúng hay là sử dụng trúng những cái loại hạt nêm bột ngọt không có nguồn gốc xuất xứ thì rất là khó. Và họ bảo rằng tôi ăn hoài
thì không có vấn đề gì, thì cũng chưa thấy có làm sao cả. Thì quan điểm của bác sĩ về những cái vấn đề này như thế nào? Thật ra ví dụ như hạt nêm mà nó có nhiễm khuẩn á, thì với cái liều lượng ít á, thì nó cũng không có biểu hiện ngộ độc ngay, nhưng mà cái vi khuẩn như vậy nó vào nó cũng làm thay đổi cái hệ mà vi khuẩn trí bình thường của cái đường ruột của mình. Thì ngoài ra thì nó sẽ ngoài cái chuyện vi khuẩn á, thì trong bột ngọt á, người ta có thể bỏ vào những cái tạp chất. Thì những cái tạp chất này á, là những cái nguy cơ tiềm ẩn của ung thư về sau. Cho nên là nếu mình dùng lâu dài á, thì nó có làm tăng những nguy cơ những cái bệnh mãn tính. Cái khía cạnh khác đó là nếu như mình sử dụng hạt nêm bột ngọt mà với cái liều lượng cao và sử dụng lâu dài thì nó có bị một cái tác động gì đến với các cái cơ thể mình không? Bột ngọt á, là một người ta xem nó là một cái loại gia vị giống như là muối, giống như là đường, cho nên mình chỉ nêm vừa ăn thôi. Chứ không có, người ta cũng không có khuyến nghị là nó độc hại cho cơ thể, là bắt buộc không nên ăn. Nhưng mà nó cũng không có khuyến nghị, không khuyến nghị ăn nhiều. Giống như mình nêm muối nhiều nó cũng đâu có lợi cho sức khỏe. Cho nên là nói chung thì mình nêm bột ngọt, hạt nêm như là gia vị thì nó vẫn an toàn cho sức khỏe. Vậy thì rõ ràng là cũng giống như các loại gia vị khác như đường hay muối. Thì hạt nêm, bột ngọt cũng phải cần có một cái sử dụng đúng liều lượng và vừa phải. Và một cái lời khuyên của bác sĩ dành cho các khán giả khi mà sử dụng các loại hạt nêm và bột ngọt làm sao để đúng cách và an toàn cho sức khỏe? Thì lúc mà sử dụng các loại hạt nêm, bột ngọt á, thì mình cần phải chọn những cái hàng mà nhãn mác nó rõ ràng, nghĩa là nó phải và chọn những công ty có uy tín. Và nếu mà mình nghi ngờ cái hàng mà ví dụ nhãn mác mà nó, tại vì họ làm giả, không phải là chỉ họ không có nhãn mác, không nhãn mát thì mình còn an toàn, là cái người tiêu dùng người ta còn biết rồi người ta tránh. Nhưng mà cái sợ nhất là họ làm hàng giả đó, thì như vậy thì người tiêu dùng cần phải được cái phương tiện thông tin đại chúng của mình công bố những cái dạng mà để nhận biết được những cái hàng giả để mình tránh sử dụng. Thì khi sử dụng thì mình tránh dùng cái hàng giả và hàng không nhãn mát. Và bột ngọt thì với một hạt nêm thì mình dùng như là một cái loại gia vị thôi, mình không có lạm dụng. Thật ra thì có một số nghiên cứu trên thế giới người ta cũng nhận thấy là việc phối hợp bột ngọt với là lúc mình nấu nướng thì mình sẽ giảm được cái hàm lượng muối khi mình ăn. Thì như vậy nó cũng giảm được những cái nguy cơ bệnh lý do ăn thừa muối, ví dụ như bệnh tổn thương thận nè, giống như cao huyết áp. Nếu như chúng ta có một cái giải pháp thay thế như là dùng đường hoặc là nước dùng xương, thì về cái chất lượng, hàm lượng dinh dưỡng và những cái vấn đề khác thì nó có đảm bảo như là chúng ta dùng những cái loại hạt này hay không, thưa bác sĩ? Mình dùng cái nước hương xương hầm cũng được, nhưng mà thật ra thì trong cái điều kiện thời công đại công nghiệp á, thì cái số cái bà nội trợ mà làm việc giống như tôi là mà tối về tôi bị tôi hầm nồi xương để tôi lấy cái nước xương hầm để tôi nấu canh á, thì quả thật thì nó không có thì giờ. Thì tùy theo tình hình thôi. Thì ví dụ như là nó có nhiều cái nguồn để mình ra được cái vị ngọt của bột ngọt lắm. Ví dụ như mình có thể dùng các cái loại hoa quả, ví dụ như củ cải trắng rồi bí đỏ, mình hầm thì mình lấy cái nước ra mình nấu cũng được, hoặc là mình nấu nước xương hầm, hoặc là mình lấy cái rong biển. Ở bên Nhật tôi thấy người ta hay dùng cái rong biển đó, người ta hầm, người ta cũng lấy cái nước ra người ta nấu canh. Nhưng mà như vậy thì phải có thời gian. Thì trong cái điều kiện mình, nhất là cái trong tuần ngày trong tuần á, ví dụ đi làm cả ngày về tối về rồi 5-6 giờ mà mình ngồi mình hầm xương nữa tới chắc 8 giờ tối cả nhà mới được ăn tối, cho nên là mình vẫn có thể dùng các cái loại hạt nêm bột ngọt, thì mình nêm trong cái mức gia vị thôi, mình không có lạm dụng thì tôi nghĩ nó không ảnh hưởng gì tới sức khỏe nữa. Bác sĩ được cảm ơn những cái chia sẻ rất là bổ ích của bác sĩ dành cho các khán giả của chương trình. Những nguy hại của loại hạt nêm bột ngọt 30 này được bày bán tràn lan trên thị trường thực sự rất đáng để chúng ta phải lưu tâm. Và thông qua những chia sẻ của các chuyên gia, những thông tin mà Cảnh báo An toàn sống mang đến cho quý vị trong ngày hôm nay, thì chúng tôi mong muốn rằng quý vị sẽ trở thành những người tiêu dùng thông minh để có thể đưa ra những lựa chọn sáng suốt, lựa chọn những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe của bản thân và gia đình của mình. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Cảnh báo An toàn sống số này cũng đã kết thúc. Và thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
này là 35 ngày đó hả chú Tư hả? À, 35 ngày thu hoạch, bắt đầu hái lứa đầu tiên á. À, nay à, coi như này hái lứa thứ ba rồi. À, hoa nó vàng giống hoa mướp rồi chú Tư hả? À, dưa leo thì nó cùng họ mà. À, cùng họ mướp luôn hả? Nó cùng họ. À. Bây giờ hái được ha? À, hái nhưng mà nó cũng còn non, hơi non à. Thì người ta nói dưa mà còn gai gai nè, nó còn bụi phấn nè, ăn ngọt lắm đúng không? Ngọt lắm, này hai bữa nữa hái được. À, này là... à, ngọt lắm chú ơi, dưa dường mà. Ừ, ngọt quá không? Ngọt không? Ừ. Đây thì tôi hái cái tôi bẻ là tôi dứt liền luôn. Quệt muối ớt. Muối ớt vô. Hay là chào ha, chùi ngọt quá không? Ừ. Ngọt lắm, cái dường. Mỗi một lần mình hái vậy á, thì mấy tháng cái cây dưa leo này nó chết. À, nó hái có trong vòng có 30 ngày.